Em xin trình bày cái chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tại bệnh viện Bạch Mai. Thì trung tâm dinh dưỡng lâm sàng bệnh viện Bạch Mai thì cũng xây dựng rất là nhiều cái chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Thì gồm cả cho bệnh nhân nặng và cho bệnh nhân thông thường và các loại bệnh khác. Thì trước tiên về trình bày cái chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân thì em cũng sơ qua một số những cái hướng dẫn và cập nhật của dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng tại của cái Liên hiệp hội dinh dưỡng châu Âu về ESPEN. Thì để điều trị cái cho bệnh nhân nặng ấy thì chúng ta cũng như là bác sĩ hồi đã trình bày là chúng ta trước tiên là chúng ta vẫn phải sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh trước tiên, và có rất là nhiều công cụ là sàng lọc và đánh giá. Và sau khi sàng lọc đánh giá thì chúng ta đến cái bước là can thiệp dinh dưỡng. Thì can thiệp dinh dưỡng nó có từng cái giai đoạn cho bệnh nhân và cũng dựa vào cái tính chất bệnh lý của từng giai đoạn. Ví dụ là nó cũng sẽ theo cái từng thời kỳ. Ví dụ là chúng ta sẽ chia ra các thời kỳ đầu tiên là khi người bệnh mà chưa ổn định nhập viện thì là người ta là thời kỳ sớm, và những cái thời kỳ tiếp theo là thời kỳ muộn và pha cấp, và là trong vòng 3 đến 7 ngày tiếp theo, và đến cái thời kỳ sau pha cấp hay là cái thời giai đoạn ổn định phục hồi. Thì là cái chế độ dinh dưỡng chúng ta cũng sẽ tùy thuộc vào từng cái giai đoạn này để chúng ta cung cấp cho bệnh nhân được đúng. Thì chế độ dinh dưỡng đúng và để cho những cái bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nặng, thì sẽ hạn chế được cái nguy cơ của cái hội chứng refeeding, là cái hội chứng rất hay gặp cho bệnh nhân nằm ở trong hồi sức nếu mà chúng ta không cung cấp đúng. Ví dụ như là khi mà chúng ta bệnh nhân có cái tình trạng dinh dưỡng rất là kém, chúng ta đánh giá và chúng ta đánh giá tình trạng dinh dưỡng là bệnh nhân có nguy cơ mức độ nặng chẳng hạn, ví dụ như là cái bằng công cụ SGA là SGAC, hoặc thì bệnh nhân có cái tình trạng là thiếu hụt dinh dưỡng rất là nhiều, teo cơ, và cùng với cái tình trạng đấy thì bệnh nhân cũng sẽ thiếu hụt những cái vi chất và những cái cơ chất để chuyển hóa những cái chất dinh dưỡng. Thì trong cái giai đoạn này nếu mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng quá mức, ví dụ chúng ta tính toán cái nhu cầu dinh dưỡng, chúng ta thấy là bệnh nhân đang đang thiếu dinh dưỡng, chúng ta phải bù đủ, ví dụ như chúng ta cho năng lượng ở mức cao thì chúng ta sẽ gặp cái hội chứng nuôi ăn lại rất là nhiều. Và thực tế là các anh chị thấy là ở trong hồi sức thì cũng đã gặp rất là nhiều trường hợp là chúng ta sàng lọc và chúng ta làm những cái đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng cái công cụ xét nghiệm. Ví dụ như là chúng ta có cái xét nghiệm về vi chất như là magie, phosphor và kali, thì những cái vi chất cái điện giải đó mà rất là thấp thì chúng ta rất là chú ý đến cái hội chứng nuôi ăn lại. Vì cái này thì cũng trong những cái bài dinh dưỡng thì các thầy cô và các anh chị cũng thường thấy là hay đề cập đến, và trên thực tế lâm sàng thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều cái trường hợp như vậy ạ. Thì đối với cả của cái hiệp hội ESPEN 2019 thì người ta ghi ra những cái đồng thuận, ví dụ như là người ta có là bệnh nhân mà khi bệnh nhân nặng mà có thể ăn đường miệng thì mình vẫn ưu tiên đường miệng hơn so với đường tiêu hóa, có nghĩa là ăn được đường miệng thì chúng ta sẽ ưu tiên đường miệng, và khi mà bệnh nhân còn hấp thụ đường tiêu hóa thì chúng ta bắt buộc là chúng ta cho ăn bằng đường tiêu hóa, và khi mà đường tiêu hóa đường miệng ăn được kém thì chúng ta cho có thể là đường ăn sông và cũng ưu tiên hơn là đường tĩnh mạch. Và khi người bệnh mà không thể ăn đường miệng mà nuôi dưỡng hỗ trợ bằng đường tiêu hóa đường ruột sớm thì nên cũng thực hiện sớm trong vòng 48 giờ hơn là trì hoãn. Ví dụ bệnh nhân hôn mê chúng ta không nuôi dưỡng được bằng đường miệng thì chúng ta phải đặt sông để nuôi ăn cho bệnh nhân sớm trong vòng 48 giờ, và nuôi dưỡng cho bệnh nhân thì cũng được tăng lên dần dần và tránh nuôi dưỡng đầy đủ trong những ngày đầu và đạt mục tiêu trong vòng nó khoảng 3 đến 7 ngày, và người ta ưu tiên là nuôi liên tục hơn là nuôi ngắt quãng, và làm giảm cái nuôi liên tục thì đã sẽ làm giảm cái tỷ lệ tiêu chảy của người bệnh. Và cái nhu cầu năng lượng thì cái nhu cầu năng lượng như lúc ở slide trước là em đã trình bày là mình chia thành các giai đoạn, thì ở cái giai đoạn cấp đầu tiên đấy thì người ta cũng khuyến cáo là cái mức năng lượng chỉ đạt nó mình tính độ khoảng 20 đến 25 kilocalo trên 1 kg cân nặng trên 24 giờ, và tiếp theo là đến giai đoạn sau, giai đoạn hồi phục thì chúng ta tăng dần lên 25-30 kilocalo trên kg cân nặng trên 24 giờ, và chúng ta nuôi tăng dần, và đến ngày thứ ba nếu mà bệnh nhân mà đạt trên 60% nhu cầu thì đến
từ ngày thứ tư trở đi chúng ta có thể tăng đến đủ 100% nhu cầu. Còn nếu bệnh nhân sau 3 ngày mà không đạt 60% thì chúng ta tính toán là nuôi đường tĩnh mạch thêm để đủ nhu cầu cho người bệnh. Và bệnh nhân nếu mà có nguy cơ hít sặc thì là chúng ta có thể nuôi ăn sau môn vị và nuôi qua ruột non. Và trong trường hợp bệnh nhân không dung nạp qua đường dạ dày thì chúng ta có thể truyền tĩnh mạch cái chế phẩm là erythromycin đầu tiên. Nhưng mà thực tế là ở hiện tại thì ở trong Việt Nam thì cũng không có cái chế phẩm truyền tĩnh mạch mà chúng ta hay sẽ sử dụng thay sang là cái chế phẩm đường uống. Nhưng mà cái liều thì cũng là dùng cái liều thấp, khoảng 100 đến 250 mg và nhân với 3 lần một ngày. Và dùng cả kèm nếu mà bệnh nhân mà không 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 vẫn không đạt cái mong muốn thì chúng ta có thể là truyền thêm cái metoclopramide là 10 mg và 2 đến 3 lần một ngày để đánh giá cái mức độ dung nạp của bệnh nhân. Và đối với cả cái tính toán nhu cầu năng lượng thì có cái công thức đơn giản này, như là cái bằng những cái con số vừa nãy đã trình bày là 25-30 hoặc là 20 đến 200 kilocalo. Nhưng mà người ta cũng khuyến cáo là nếu đối với cả bệnh nhân nặng thở máy mà chúng ta đo được cái năng lượng mà gián tiếp ấy, thì là chúng ta nên sử dụng cái năng lượng đó thì nó sẽ chính xác và cũng ưu tiên sử dụng hơn. Và khi mà đo được cái năng lượng gián tiếp thì chúng ta có thể là sử dụng cái mức năng lượng chúng ta đo được để chúng ta cung cấp năng lượng cho người bệnh. Và cái nhu cầu thì chúng ta vẫn cố gắng sau 3 ngày thì đạt từ 6 trên 60% đến 100% cái nhu cầu năng lượng. Và nhu cầu protein thì là chúng ta tính toán nó khoảng 1,3 gram trên kg. Và đối với cả những cái bệnh nhân mà bệnh nhân mà nằm hồi sức thì người ta thấy là ví dụ cũng rất là hay mất khối cơ. Chính vì vậy là cái tập luyện ví dụ như không 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 tập luyện chủ động được thì cái tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân thì cũng ảnh hưởng đến cái tình trạng là tổng hợp protein để giảm mất khối cơ cho người bệnh. Trong cái dinh dưỡng thì cũng nhấn mạnh thêm là cái phần vận động để cho tổng hợp khối cơ cho bệnh nhân. Và cái lượng mà truyền về năng lượng thì còn ngoài protein thì có những cái phần khác, ví dụ như là carbon hydrate thì người ta khuyên là tổng cái lượng thì truyền xong cho bệnh nhân là không quá 5 mg trên kg trên phút. Và cái truyền cái sự nhũ dịch mà lipid thì là khoảng dưới 1,5 gram trên kg trên 24 giờ. Thì chúng ta nếu mà chúng ta truyền những cái này với tốc độ cao hoặc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chức năng gan hoặc và cái người ta gọi là cái overload thì cũng không tốt và tăng đường máu cho bệnh nhân. Và đối với cả cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng thì cũng là khuyến cáo là đủ những cái vi chất dinh dưỡng. Và nếu mà bệnh nhân mà phải nuôi đường tĩnh mạch thì bắt buộc phải bổ sung cái vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là các vitamin, đặc biệt là vitamin B1 để chuyển hóa cái carbon hydrate cho người bệnh. Và đối với cả bệnh nhân hồi sức và bệnh nhân nặng thì cái xét nghiệm về cái vitamin D, nếu mà cái xét nghiệm vitamin D là thấp dưới 12 nanogram trên milit hoặc là 50 millimol trên milit thì là người ta khuyến cáo là bổ sung vitamin D với liều cao khoảng 500.000 đơn vị, bổ sung một lần. Và đối với cả những cái bệnh nhân nặng, ví dụ như là bệnh nhân có can thiệp ECMO hoặc bệnh nhân chấn thương não hoặc bệnh nhân đột quỵ hoặc chấn thương cuộc sống, viêm tụy cấp nặng, những cái bệnh nhân này thì cái người ta cũng khuyến cáo là nên thực hiện nuôi ăn sớm cho người bệnh. Và đối với cả những cái bệnh nhân nặng thì để phòng cái hội chứng refeeding thì người ta nên kiểm tra là những cái điện giải như là kali, magie, phốt pho và nên được kiểm tra ít nhất một lần trong ngày, trong tuần đầu tiên. Và đối với cả bệnh nhân mà bị khuyến cáo mà có cái hội chứng refeeding phốt pho dưới 0,5, 0,65 thì là chúng ta nên kiểm tra 2 đến 3 lần trên một ngày. Và
khi mà bệnh nhân có cái những cái dấu hiệu lipiding thì chúng ta phải chú ý là cho cái nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân thấp hơn, và cho ta có thể là trong vòng 48 giờ thì chúng ta có thể là cho những khoảng 5 đến 10 đến 15 kilocalo trên 1 kg cân nặng, và sau đó thì chúng ta bù phốt pho, bù điện giải, magie và kali ổn định thì chúng ta mới tăng dần năng lượng cho bệnh nhân. Và khi mà đối với cả những cái bệnh nhân trong một số trường hợp mà cái đường tiêu hóa phải trì hoãn, trong một số trường hợp như là trong trường hợp là sốc chưa kiểm soát được và cái chức năng tưới máu mô chưa kiểm soát, và thì là chúng ta, và cái khi mà chúng ta phải đang dùng cái thuốc vận mạch, phải tăng liều thuốc vận mạch, thì chúng ta cũng phải theo dõi những cái dấu hiệu thiếu máu ruột để khi mà chúng ta cung cấp bằng cái đường tiêu hóa. Và bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa cao thì chúng ta mà cái tình trạng xuất huyết chưa được ổn định thì chúng ta cũng ngừng cho ăn. Và bệnh nhân có thiếu máu của bộ ruột hoặc là có dịch tồn dư dạ dày trên 500 ml trong vòng 6 giờ thì chúng ta cũng trì hoãn trong nuôi ăn đường tiêu hóa. Và một số những cái chế độ dinh dưỡng tại bệnh viện Bạch Mai thì đã xây dựng rất là nhiều cái chế độ dinh dưỡng cho người bệnh, và trong đó thì có những cái chế độ dinh dưỡng thông thường và chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng và cho bệnh nhân tim mạch hoặc bệnh nhân gan mật hoặc bệnh nhân gút và bệnh nhân có những cái rối loạn nuốt. Thì hiện tại thì những cái chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng thì có cái một số những cái chế phẩm ví dụ như là súp thì là sử dụng là qua, chúng ta cũng có thể là cho qua nuôi ăn, qua nhỏ giọt, qua dạ dày, hoặc cái chế độ súp này thì được nấu theo cái công thức mà trung tâm dinh dưỡng tính toán đủ cái nhu cầu, tính toán nhu cầu năng lượng. Ví dụ bình thường một cái trong cái thành phần trong súp thì là có những cái thành phần, ví dụ như đây là cái hiện tại cái chế độ ăn súp của bệnh viện Bạch Mai thì có cái chế độ súp là HP01, thì là có cái chế độ súp này là cho 6 bữa một ngày và nhu cầu năng lượng là 1.800 kilocalo và protein là 100 g, lipid là 60 g và glucid là 220 g. Còn cái chế độ mà tiếp theo là cái chế độ cũng cho bệnh nhân chế độ ăn súp cho bệnh nhân có suy thận và có cái cần là cái giảm cái lượng protein thì có cái chế độ là tên là 05, thì nhu cầu năng lượng thì cũng vẫn là 1.800 trong 6 bữa, thì mỗi bữa là khoảng trung bình là độ khoảng 300 kilocalo, và protein là 46 gram và lipid là 78 gram và glucid là 230 gram. Thì cái sẽ áp dụng điều trị này đối với cả chế độ không HP01 thì cho những cái bệnh nhân là ăn súp thông thường qua ống thông, và những người bệnh đái tháo đường ăn qua ống thông. Còn lại là cái đệ chế độ tên là 05 là cho bệnh nhân suy thận và chưa lọc máu là ăn qua sông. Ngoài ra trong chế độ của bệnh viện Bạch Mai thì cũng xây dựng cái chế độ dinh dưỡng cho người bệnh rối loạn chức năng nuốt. Thì đối với cả những cái bệnh nhân mà sau khi rút sông, hoặc các anh chị mà thấy là bệnh nhân có cái nguy cơ sặc, hoặc thì chúng ta có thể đặt cái chế độ là tập nuốt cho người bệnh, là cái chế độ này thì nó có là có thể phối trộn thêm những cái chất nằm đặc để nó tránh cái sặc vào vào cái đường thở cho bệnh nhân. Và nó có từng cái giai đoạn, ví dụ như là bệnh nhân giai đoạn 1 là cái nước cháo đặc và cho thêm cái chất nằm đặc cho bệnh nhân tập thử ăn đường miệng, và cái giai đoạn 2 là súc nghiền là đặc hơn và cũng nấu để cũng phối trộn chất nằm đặc, và đến giai đoạn 3 là và có cơm và thức ăn mềm cho những cái bệnh người bệnh mà khó nuốt nhưng ở giai đoạn đã ổn định hơn. Đây là một số những cái thực đơn cho bệnh nhân tập nuốt tại bệnh viện. Thì ví dụ như là cái chế độ mà ăn một bữa một ngày nước cháo thì cung cấp cái này thì chủ yếu là cho bệnh nhân tập nuốt thôi, chứ cũng năng lượng thì cũng thấp, năng lượng nó khoảng 50 calo và protein là 1 g, và glucid chủ yếu là glucid là 12 gram. Còn những cái chế độ sau ví dụ như là chế độ GN2A là cái chế độ súp mà cho người bệnh, thì là mức năng lượng bệnh nhân là ăn cũng tương đối ổn định hơn, là cho cái mức năng lượng khoảng 500 đến 600 calo trong vòng 2 bữa, và protein 20 đến 30 gram cho người bệnh tập nuốt giai đoạn 2. Và những giai đoạn 3 là người bệnh là ăn được cơm rồi thì là cho cái mức năng lượng trong 2 bữa là khoảng 900 đến 1.000 calo.
Tiếp theo là cái chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường. Thì cái chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường thì cũng xây dựng theo những cái nguyên tắc là để cho tăng cường chất xơ hoặc là giảm cái lượng tinh bột đưa vào và chia cái bữa ăn hợp lý cho người bệnh. Thì ví dụ như trong bệnh viện thì xây dựng những cái chế độ cơm hoặc là cơm 3 bữa hoặc là cháo 3 bữa. Ngoài ra ví dụ những cái chế độ này thì bệnh nhân có chế độ ăn cơm thì có thể là đã đủ năng lượng nhu cầu cho người bệnh thì không cần bổ sung thêm cái bữa ăn khác. Còn chế độ ăn cháo thì là bệnh nhân có thể uống thêm 1 đến 2 bữa phụ sữa hoặc là những bữa phụ khác để đủ năng lượng cho người bệnh. Còn tiếp theo là cái chế độ xây dựng cái chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tim mạch thì cái chế độ này cũng xây dựng theo nguyên tắc là cung cấp đủ năng lượng và hạn chế những cái nhóm chất béo có hại và cái giảm cái lượng muối trong người bệnh là dưới 5 gram trên một ngày. Thì trong trong bệnh viện thì hiện tại là có những cái ký hiệu ví dụ TM01, TM02 và TM03 là cho những người bệnh theo cái mức cân nặng khác nhau để lựa chọn cái mức năng lượng khác nhau để áp dụng điều trị cho người bệnh. Ngoài ra cái chế độ dinh dưỡng cho người bệnh suy thận mãn chưa lọc máu ngoài thận thì xây dựng theo nguyên tắc là đối với cả những người bệnh suy thận mãn mà chưa lọc máu thì người ta phải phải dùng cái chế độ là giảm đạm và tùy theo cái mức độ suy thận thì sẽ có cái mức giảm đạm khác nhau và lựa chọn những cái thực phẩm là nhiều glucid nhưng mà và có lượng đạm thấp ví dụ như là các loại miến rong ví dụ trong cái chế độ ăn cho bệnh nhân suy thận thì có thể là ăn cái chế độ phải ăn cơm miến hoặc là miến nhiều hơn hoặc các loại khoai củ và lựa chọn những cái loại rau ít như các loại bầu bí hoặc là rau họ cải. Và cái những cái chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân suy thận đang áp dụng tại bệnh viện thì có cái chế độ TN0304 và những cái chế độ ăn cơm và bổ sung cho bệnh nhân áp dụng điều trị cho bệnh nhân với cái mức lượng đạm cũng giảm so với cả bệnh thông thường. Ngoài ra có còn cái chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân gan mật. Trung tâm cũng xây dựng theo nguyên tắc là cung cấp đủ năng lượng và hạn chế muối và những cái thực phẩm là dễ tiêu và chia nhỏ bữa trong ngày. Thì đây là 2 chế độ GM01 và GM02 mức năng lượng là cho từng cái mức cân nặng khác nhau để áp dụng cho bệnh nhân gan mật. Và tiếp theo là cái chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân thông thường thì là phải cũng có rất là nhiều cái ký hiệu để cho có thể lựa chọn cho người bệnh ví dụ như là BT từ BT1 là những cái chế độ cơm 3 bữa hoặc cái chế độ là BT05 là những chế độ cháo để cho người bệnh thông thường không có những cái bệnh lý đặc biệt là có thể chỉ định được hay là một số những cái chế độ thông thường. Còn lại các sản phẩm dinh dưỡng khác thì trước đây thì là đã cũng đầy đủ những cái sản phẩm dinh dưỡng để cho bệnh nhân có và những cái bệnh đặc biệt là những cái bệnh nhân nặng là có thể sử dụng nhưng hiện tại thì đang đang tiếp tục cái sản phẩm dinh dưỡng này cũng phải chờ thầu nên là hiện tại là không chưa có cung cấp và chắc là trong giai đoạn tiếp theo thì sẽ cung cấp những cái chế độ sản phẩm dinh dưỡng cho người bệnh ạ. Vâng ạ, bài trình bày của em đến đây là kết thúc và các thầy cô có câu hỏi.